Vâng, Michael Audio xin mến chào tất cả các bác. Thì lại gặp lại với các bác với những cái clip mà giới thiệu về những cái bộ sản phẩm karaoke. Thì hôm nay thì sẽ giới thiệu tới các bác một bộ karaoke cũng rất là vừa tiền thôi, nhưng mà đem lại cho các bác thứ nhất là vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke rất là tuyệt vời. Thì bộ karaoke này thì với cái cấu hình như sau. Một sản phẩm đến từ thương hiệu của BF Audio, dòng đẩy 2 kênh, model là XI800. Với một kênh của nó là 800W, 2 kênh là 1600W. Dòng này thì hiện tại đang chạy mạch Class D. Mạch Class D nhá, hiệu suất của nó là 95% các bác nhá. Hàng công ty BF Audio các bác nhá. Và bên trên sản phẩm tiếp theo đó là một chiếc Idol nâng tiếng, dòng Idol iView. Nó sẽ nâng tiếng bass chest của nhạc cũng như là của mic để cho các bác hát nhẹ hơn và bay tiếng hơn. Và bên trên nó là một sản phẩm vang nhại, có nghĩa là vang số. Dòng này là dòng của hãng ETC HC8, hàng công nghệ Mỹ các bác nhé. Thì với cái cặp đôi này thì là huyền thoại bên Michael Audio rồi. Thì với dòng vang HC8 này thì cực kỳ dễ chỉnh. Và cái tiếp theo đó là cái reverb rất là hay các bác nhé. Chơi reverb với dòng HC8 thì cực kỳ là hay. Thì lát em sẽ test những cái bài nhạc karaoke thì em sẽ cho reverb lên rồi. Em đã tăng lên nhiều các bác nhé. Lát để em sẽ test cho các bác thẩm âm. Và bên trên là một bộ mic bái DK850 dòng tự ngắt. Hàng còn rất là đẹp các bác nhé. Và với cái bộ này thì đi kèm theo đó là một đôi loa B3 dòng nhập khẩu. Trước mặt các bác ạ. Thì dòng này thì một bass 30 và một chép kèn các bác nhé. Từ của nó là 190, côn 76. Dòng này thì cho chất âm rất là đầm ấm, giải trung bass chết rất là đều các bác nhé. Khi các bác chỉ chơi với một cục đẩy thôi là tiếng bass chết nó lên rất là đều. Và khi cho qua vang như vậy thì em sẽ tăng cái giải chép giải bass lên nữa thì tiếng rất là hay nha các bác nhé. Michael Audio sẽ tặng tất cả những cái dây jack xịn các bác nhé. Đấy, dây jack xịn và bảo hành cho các bác là 6 tháng. Mà tháng đầu có lỗi là bọn em một đổi một trong những cái sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm nào mà có lỗi của nhà sản xuất thì bên em sẽ đổi một luôn, bảo hành 6 tháng cho các bác yên tâm sử dụng nhé. Tất cả thì dây jack đều là dây jack xịn hết các bác nhé. Đó. Và em kết nối thì đầu tiên là nhạc sẽ vào vang, vang xuống nâng tiếng và nâng tiếng xuống cục đẩy và cục đẩy ra loa. Test những cái bài nhạc mạnh để cho các bác cùng thẩm âm tốt hơn về cái giải trống của dòng loa B3 này các bác nhé. Với cái bộ sản phẩm này thì các bác có thể nghe nhạc hoặc là hát karaoke rất là tuyệt vời, vì căn bản là với dòng này thì cái em đã
cài trong chiếc vang có cái chế độ để các bác có thể nghe nhạc vàng. Rồi ok, đây em sẽ chuyển để cho các bác cùng nghe thử những cái bài nhạc Bolero nhé. Này thì sẽ có một thiết bị đầu tiên là thiết hàng ngoái này. Ở đây có ba thiết bị hàng ngoái các bác nhé. Đó, ok, giờ em sẽ test để cho các bác cùng thẩm âm. Tôi về nơi đồn phăng. Lên 1 2 lên 6 7.
bác vừa được thưởng thức một đoạn karaoke chất âm cực kỳ là hay các bác nhé, vừa để nghe nhạc cũng như hát karaoke rất là tuyệt vời. Các bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Michael Audio, số điện thoại là 0977 434361. Vâng, em xin chào các bác.